Dạ đây cháu xin có một tí xíu tiền cháu tặng chú để chú Cảm ơn. mua thức ăn thức uống gì đó cô chú Tấn, và Dạ, rất là cảm ơn chừng chú nữa đi Tấn. mua thùng mì gói với tủ. Ok, nếu mà thùng mì gói thì cháu sẽ ghi lại. Muốn bao nhiêu thùng mì gói, mì Việt Nam, mì Mỹ, mì gì cũng được. Dạ. Về thì hồi mà mới qua Mỹ đó thì có tới 12 người anh em, là đứa nào đi làm là phải đưa tiền cho ông bà cho nên từng lễ cho 100 thôi nha. Nói ra bà già mà không có làm gì chứ bà. Bây giờ đi cái tiền của chú đó là của lòng cháu đó. Thì một tuần lễ gì vậy là bà cũng có cả ngàn đồng mấy chục năm nay rồi. Bây giờ có hai đứa em gái ở trên Vị Nha, nhưng mà bây giờ nó có chồng có con rồi, nó anh em nó không có khi nào mà nó liên lạc hết trơn á. Rồi thì liên lạc với liên lạc bà già thôi cho anh em này, nó chỉ khoe nhà lớn. Cái này mua là nhà lớn, cái kia mua nhà lớn thôi, chứ mà cái tình nghĩa nó mất hết rồi. Chú ăn uống gì chưa? Bây giờ Giờ mới mới ăn mới rồi. ăn nhà nó mới ăn được cái gì đó. Bây giờ là chuẩn bị nghỉ ngơi hả chú? Thì nếu mà có thời gian thì cháu sẽ ở đây thì chú có đúng rồi, có một số gia đình, có một số người người ta vô trong người ta xem video nó, ủa sao chúng không có dọn dẹp bớt cho nó sạch sẽ như thế nào đó. Bữa nào chắc đi xin bịch rác Ok, để cháu sẽ đem lại, cháu sẽ giúp chú để nhập những miếng rác dọn dẹp cho nó sạch sẽ, và cháu sẽ trả lại chú, và cháu sẽ tuyên đọc phụ chú. không không tôi lại cái chỗ tôi làm cho thằng chủ nó có nguyên một thùng rác bự á. Tôi lại quay 5-6 cái nhiều lắm hả chứ mình mua không thiệt. Gặp mấy ông lịnh. Bữa đó quên quên đi quên tắt đèn, về nó báo cáo với ông, nó để đèn nó cháy nhà, cháy cái kho luôn, cái kho đó là cái kho hàng của ông chủ. Vậy hả chú? Thành ra ông rất rất dây điện, rất dây nước luôn. Thì mình coi mấy cái phim mình hiểu rõ mấy thằng định, mà thằng nào mà trên nó thì nó định nó cứ thay đổi hoài. Một quả tiêu vàng. Cứ chia sẻ thêm vài phút nữa đi chú. Cái con nhỏ con gái lớn thì năm nay nó là sĩ quan cảnh sát, sĩ quan cảnh sát cũng mấy năm rồi, nhưng mà ở gần bà già đó biết rồi, nó chỉ theo biết bà già nó thôi chứ nó không biết ông già đó. Cái cuộc đời khi mà mình lớn tuổi rồi đó,
mình mới hiểu là cái tiền tài nó áp cái vật chất hết. Nhưng mà còn cái là trời thương, thành ra không có bệnh hoạn gì hết. 70 tuổi không uống viên thuốc gì hết. Hồi hôm qua hôm kia có cô túc ở trên San Antonio rồi xuống đây cô vô vô thăm. Bây giờ có thể làm gì cho được, nó khó khăn lắm. Thì cho đồ ăn cho năm ba đồng xài giặt thôi, chứ bây giờ cổ nói bây giờ muốn ổn định kiếm người đang đem về nuôi nó không được. Là cái người ta mà có lòng hảo tâm ta đem mình về á, sẽ ở thời gian thế nào cũng có đụng chạm, thà làm mình bên ở ngoài ở bờ ở bụi vậy, nhưng mà nó cái tình nó còn lâu dài. Cái gia đình mình mà mình sống còn không được nữa, mà người dân mà mình không thể nào mà sống theo ý của họ được hết. Tôi hồi xưa làm đó thì có tiền mướn nhà, nhưng mà mướn ra ba trăm ăn rồi, mà khi mà bệnh nặng quá không có tiền trả tiền nhà nó đuổi ra, nên giờ giờ không có mướn nhà nữa. Thì cũng như người ta nói bên Mỹ này tiền là trên hết. Ở ngoài đây thì hồi tối này nó lạnh khủng khiếp, đắp cái cô kia mới cho cái mền dày thiệt dày rồi đắp vẫn còn lạnh. Là cái năm nay là nó lạnh hơn mười mấy năm về trước. Tôi ở đây cũng cả chục năm rồi tôi biết. Cái năm nay nó hình như nó đổi cơn gió. Hôm kia thì ở đây nó mới đổi gió bất nó thổi vô. Gió bất nó đổi xuống, nó thổi xuống thì cái này là nó vô mùa đông rồi. Ở đây ở chỗ này thì con thấy như là cái đây là cái đất giống như là không có người coi, giống như cũng có thể là thì cái đất này nó có chủ hồi 2 năm về trước nó bán rồi. Nhưng mà cái người mua đó họ cất cái khâu to. Nhưng mà không biết cái con mình thế sao nó không thành thì ra nó không cất nữa. Chơi nó phóng đường rồi nó đo đất đồ hết trơn rồi, nhưng mà không được thành ra nó bỏ luôn. Nó kêu cho mấy cài lợi rồi chưa chẳng ủi rồi đó, nhưng mà cái phô mịch nó không có thành rồi nè, rồi nó mới cắt hai cái xếp bên lên trước thôi. Rất là một lần nữa cảm ơn cô bác anh chị đã xem được video chú Tấn. Cảm ơn cô bác anh chị một lần nữa, em rất là quý. Thì đây là cái video mình chỉ chia sẻ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì cô bác anh chị nào mà có xem được cái video của em thì cứ một là liên lạc qua cái số điện thoại của em. Em có để cái số điện thoại ở trên cái màn hình, ở trên cái video. Thì muốn giúp đỡ, muốn mạnh thường quân nào mà có muốn chia sẻ những cái gì, những cái món quà, những cái món gì, bất cứ cái gì cũng vậy cũng được hết đó. Cứ một là gọi điện thoại cho mình sẽ đích thân đưa chính tận tay cái chú Tấn này. Thì rất là cảm ơn cô bác anh chị đã xem được cái video. Xin chào tạm biệt cô bác anh chị, hẹn video lần kế tiếp nha cô bác anh chị. Chúc cảm ơn chú Tấn, và một phút chót thì chú Tấn cảm ơn mấy người mà có lòng hảo tâm mình giúp đỡ thì sống cho nó đỡ khổ. Cảm ơn chú Tấn, chúc chú Tấn sức khỏe chú Tấn. Bye bye chú Tấn.